Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn một số bạn mới chơi con quay giải trí chess beginner một trick, đó là chuyển từ tay này sang tay kia. Đầu tiên thì chắc quay một tay như này thì ai cũng biết rồi, rất đơn giản thì ai cũng biết. Muốn chuyển từ tay bên này sang tay bên này thì đầu tiên để đỡ hướng thì tay các bạn sắp xếp. Mình sẽ hướng dẫn dùng ngón trỏ đầu tiên. Thì tay bên cái ngón dưới này sẽ xếp dưới ngón trỏ để mình cầm đỡ bị vướng. Các ngón xếp từ trên xuống dưới như này thì khi mình bắt thì nó không bị vướng vào đây. Tiếp theo là mình quay này, chuyển tay bắt này. Đấy, thì sẽ quay thì sẽ bắt được. Đây là cái bài đơn giản nhất để các bạn học. Đấy, đơn giản chỉ vậy thôi. Học xong cái bước như thế này thì các bạn có thể tiếp tục học sang các bước là chuyển từ ngón này sang ngón bên này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.